chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Một trong những dòng series G gaming của Gigabyte có thể coi là màn hình gaming đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Với mức giá theo mình thì không quá là cao nhưng mà sẽ đem lại cực kỳ nhiều những tính năng đáng tiền. Với hơn 8 triệu đồng thì các bạn sẽ có màn hình gaming Gigabyte G27QCA. Thì đây sẽ là mẫu màn hình cong thuần gaming với độ cong tiêu chuẩn sẽ là 1500R. Điều này sẽ thể hiện luôn ngay ở phần thiết kế. Thì mặc dù đây sẽ là thiết kế rất là đơn giản, chỉ có duy nhất một màu đen, thế nhưng mà phần chân đế đã được Gigabyte tỉ mỉ khắc thêm dòng chữ, đó chính là Gaming Series, để thể hiện đây là dòng màn hình chuyên game của mình. Cách lắp đặt của chiếc G27QCA này thì cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ được trang bị đó chính là hai phần, phần chân đế và màn hình gắn liền với phần trụ đứng này luôn. Thì việc cần làm đó chính là lắp phần chân đế với màn hình lại với nhau mà thôi. Tổng thể màn hình thì cực kỳ chắc chắn, khi cầm lên thì khá là nặng. Mình cũng không biết rõ là cân nặng là khoảng bao nhiêu, thế nhưng với mình là con gái thì chắc chắn là không bế được. Phần chân đế thì sẽ là phần chân đế chữ V khá là dày bản, giúp cố định màn hình ở trên bàn. Cho dù là các bạn có tác động lực mạnh thế nào đi chăng nữa thì độ rung của màn hình cũng không đáng kể một chút nào cả. Về sự linh hoạt và tính cơ động thì chiếc màn hình này chỉ có thể nâng lên, hạ xuống, ngửa lên, ngửa xuống tùy theo nhu cầu mà các bạn sử dụng. Thì cũng chính vì là màn hình chuyên game thế nên là mình nghĩ thế này sẽ là vừa đủ, không cần quá nhiều sự di chuyển cho lắm. Mặt sau của màn hình thì cũng được thiết kế những đường vắt chéo theo kiểu chữ V, sẽ gồm có một nút joystick ở ngay phía bên này để điều khiển cũng như là thiết lập cài đặt bằng bàn phím và chuột này, thiết lập các chế độ chơi game này, cân bằng màu đen và cập nhật tự động các tính năng chơi game dành cho các bạn. Các cổng kết nối thì cũng sẽ đặt ở phần đằng sau này luôn, sẽ có một cổng nguồn, hai cổng USB Type-A, một cổng DisplayPort, một jack audio combo và hai cổng HDMI 2.0. Ngoài ra thì còn tích hợp thêm hai loa lên đến 2W. Kích thước của chiếc màn hình này sẽ là kích thước 27 inch và điểm đáng nói đến nhất của màn hình này chính là được trang bị độ phân giải 2K với tần số quét đó chính là 165Hz. Với độ phân giải 2K này thì đối tượng mà Gigabyte hướng đến thì mình thấy cũng khá là rõ ràng. Nếu như các bạn muốn chơi game với tần số quét mượt mà là 165Hz trên độ phân giải 2K thì bắt buộc các bạn phải có những bộ PC được trang bị là RTX 3060 trở lên mới có thể phát huy được hết hiệu năng của chiếc màn hình này. Và đương nhiên là khi các bạn trải nghiệm chơi game trên độ phân giải 2K thì khả năng hiển thị này cũng như là chi tiết cũng sẽ sắc nét hơn rất là nhiều so với khi trải nghiệm trên màn Full HD thông thường. Tuy nhiên, tấm nền được trang bị trên chiếc màn hình này sẽ chỉ là tấm nền VA. Điều này thì cá nhân mình nghĩ là nó không quá là quan trọng cho lắm. Mặc dù là không thể đẹp như là các tấm nền IPS, thế nhưng mà vì đây là màn hình thuần gaming, không phải là màn hình phục vụ các công việc về màu sắc cũng như là đồ họa. Thế cho nên đối với mình, độ phân giải 2K hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cho lắm đối với tấm nền VA này. Thêm vào đó thì màu đen trên các tấm nền VA thì cho màu sắc được sâu hơn, không quá là sáng như là tấm nền IPS, phục vụ rất là tốt các nhu cầu xem phim cũng như là giải trí, chơi game cực kỳ ổn. Chất lượng hiển thị khi đo đạc của G27QCA thì sẽ là 100% sRGB, 85% Adobe RGB, 92% DCI-B3. Giải màu khá là ấn tượng khi thậm chí còn có thể cao hơn một vài màn hình làm về đồ họa. Thế là anh em hoàn toàn yên tâm về màu sắc mà chiếc màn hình này đem lại khi mà trải nghiệm game nhé. Có thể nói về thông số như thế này với một mức giá quá là tốt thì các bạn rất là muốn mua về để làm về đồ họa, phục vụ các công việc thì lại vừa có thể chơi game nữa đúng không? Thế nhưng mà sẽ có hai điểm mà mình muốn lưu ý cho các bạn. Thứ nhất, đây sẽ là tấm nền VA, thế nên là góc nhìn sẽ không tốt bằng tấm nền IPS. Thứ hai thì đây sẽ là màn hình cong, và khi các bạn thiết kế làm về đồ họa hay là làm việc về các bảng tính Excel thôi thì nhìn màn hình cong sẽ có cảm giác hơi khó chịu một chút, thậm chí là mỏi mắt, và màn hình mà các bạn thiết kế ra thì có khi cũng sẽ không chuẩn theo yêu cầu cho lắm. Thế là nên một chiếc màn hình cong này chỉ để chơi game và giải trí thì sẽ là hoàn hảo nhất nhá. Ngoài ra thì tốc độ phản hồi siêu nhanh 1ms kết hợp với cả FreeSync Premium đồng bộ hóa màn hình, thế nên là hiện tượng bóng ma hay là giật lag gần như sẽ không xuất hiện. Các tính năng khác gần như không thể thiếu như là chống nháy hình này hay là lọc ánh sáng xanh vẫn được trang bị trên chiếc màn hình này để bảo vệ mắt của các bạn khi mà ngồi nhìn màn hình quá là lâu mà không lo bị mỏi mắt. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay ở dưới để cho các bạn click vào, và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.